Ê, sáng mình vô chưa tới chỗ mà mình đã thấy được con tổ rồi mọi người. Mình đã chạy xe mình giờ mình thấy tổ. Nó nằm ở dưới đây nè mọi người. Xe mình dựng ở ngoài đường. Mình chưa đi vô tới chỗ đâu. Đây mình coi cái tổ này coi nó làm sao. Phải có mặt không? Nó nằm ở đây nè mọi người. Nằm sát đất luôn mọi người. Nó nằm cái tàn đụng đất luôn á. Mình chưa vô tới chỗ nữa. Tổ đầu tiên để mình kiếm chỗ để chiếc xe để mình đi. Bây giờ mình đang chạy qua đường mình chưa có đi vô tới điểm mình. Mình thấy đây là tổ nữa mọi người, mình chưa có đi vô để xe nữa. Mình gác cái tổ này ở đây đi, mình vô mình bắt cái tổ này ra. Hai tổ nó cũng nằm gần nhau, mình mới vừa bắt tổ kia mình chưa kiếm được chỗ để xe. Mình thấy được cái tổ này nữa. Nó nằm cũng sát đường thôi. Nè, tổ nằm đây. Anh em đừng có hỏi giá ở trên cái kênh của mình nha. Mình có số điện thoại, có gì gọi trực tiếp cho mình hay đặt cọc là bên Zalo, mình có giá xài Zalo Facebook đó. Rồi mình sẽ báo giá cho anh em, chứ mà giờ mình báo giá ra thì đụng chạm đến nhiều người khác. Có nhiều người ta bán cái giá này, người bán giá kia, mình mà công bố lên đó thì cũng không có hay. Mình công bố lên sẽ đụng chạm đến em, rồi người ta bán không được nữa. Mình bán khác mà người khác người ta bán cái kiểu khác nữa, không ai bán giống ai hết. Cho nên anh em đừng hỏi mấy cái giá của ông bao nhiêu ở trên cái clip của mình. Có gì thì cần alo cho mình hoặc là bên Zalo Facebook mình trả lời cho. Tại vì mỗi người bán cái mỗi giá khác nhau nha anh em, mình không có nói được, mình không có công bố trên clip được nha, anh em thông cảm cho mình. Rồi, sáng nay được hai ổ này mọi người, chưa đi vô tới rừng nha mọi người. Mình cắt gác lại tàn, thì tàn này cũng nằm gần đường. Sau khi mình để xe mình đi một hồi cũng mình cũng đã thấy được một ổ nữa nha anh em. Ổ này cũng khá to nè. Cuối clip mình có để số điện thoại nha anh em.
Ổ này to mà không biết mặt nó sao. Thì hôm nay mình đi cái khu vực khác anh em, cho nên mặt bên đây nó cũng không được ngon nha. Ổ này to nhưng mà mặt cũng không được nù cho nó lắm nha. Thấy đường tổ nữa kìa anh em. Cái khu vực này hơi rậm, thì cái này người ta bỏ hoang lâu rồi, người ta không có phát á. Nó hơi rậm. Tổ mình đứng ở đây mình thấy vô nó cũng to. Nhưng mà mặt ở đây nó không được đẹp như mặt ở bên cái khu kia. Bên đây mặt nó hơi lép, nó không có được nù mặt. Nên em ổn nè. Ông đây tổ to ghê nè. Tổ bự. À, tổ này thì mặt ngon nè anh em. Tổ này mặt bự nhiều lắm. Tổ này nó bự bằng cái tổ hồi nãy mình bắt, nhưng mà cái cục mặt này lại ngon hơn. Đây mặt nhiều hơn nè. Mặt này nó đang chăm nè anh em. Nó đang chăm, nó chưa chám lại luôn nè. Nó mới cháo được mấy ống à. Cục này cũng xỉ máy nha anh em. Đây, 4 tổ. Để không được, để nó lật. Để gặp anh em bắt ong. Mấy ổ nè, 4 ổ nè. Mặt nhiều không anh? 4 ổ mà mặt cũng kém lắm. Đi hai anh em hả? Dạ. Hèn gì thấy anh quay giá giống ở đây quá. À, vô đây bắt được, anh cũng bắt được mấy ổ vậy đó. Mà nó khô. Khô, mặt nó sao ké không à, phắn không à. Nói bắt với kia được mấy ổ mà cũng được. Cũng khô luôn không? Dạ. Khô với phắn không? Giờ ra xe đi thôi chứ dạ, ông gì. Đi chuyển khu khác. À, đi khu này phắn nhiều quá, mặt cũng ốm. Phắn với lại không có mặt nữa. À. Ai, gặp mà anh em bắt ong rồi mọi người ơi.
Thôi bây giờ tụi mình ra xe mình cũng đi thôi. Thôi em đi trước nha. Dạ. Rồi, bye bye. Dạ. Nó cỡ hơn 2 xì. Dạ. Con ổ đạo á. Yeah. Ở mà cũng phắn nhiều quá. Ở đây là khu vực đục đá nha mọi người. Này chẻ đá. Giờ mình ra xe thôi. Ra xe mình đi cái khu vực khác. Còn cái khu này đụng anh em nhiều lắm. Anh em trong đây đi nhiều lắm. Đây nè mọi người, mình về tới xe mình thấy ong ăn nước quá trời nè mọi người. Nó bay lên trên đây nhiều lắm. Quá trời là ông lấy nước nè. Cục bên đây rồi cục bên đây nè. Cục bên đây quá trời nè. Nó bay lên kia kìa mọi người. Trên đây có ổ nè. Mình đi ra xe để mà đi chỗ cái khu vực khác á mọi người. Đây mình để mà, nhưng mà mình thấy cái ổ này thì mình bắt coi, bắt luôn. Nếu mà mặc được thì mình đi chút nữa. Tại vì ông lấy nước đây nhiều lắm. Ông lấy nước này cũng cỡ gần chục tổ á mọi người. Vòng vòng đây gần một chục, gần chục tổ á, khu vực này nè. Nó lên xuống đây nè, đây nè, ở trong rồi mọi người, tổ cũng cũng to lắm mọi người. Không nhờ lấy nước làm sao mà phát hiện được tổ tổ này. À, sát cái đường luôn, sát chỗ mình để xe luôn nè, mà sáng mình không có đi qua đây. Tổ này to lắm nè. Cái này là cây tràm người ta cưa ngã xuống nó nằm lên mọi người. Tổ này hơi to nè. Chắc là mình quằn một chút nữa mình kiếm mấy cái tổ ăn nước nè. Nó lấy nước nó ở gần gần đây nè. Đóng cái to quá, khó cắt. To mà nó khô quá, nó cứng. Tổ này mặt cũng nhiều lắm anh em ơi. Ôi, cụ mặt cũng nù ghê nè anh em. Mặt nù quá. Vậy là mình từ từ đi, mình quặng đây một tí nữa đã. Tổ này gần 2 xị nè mọi người. Mặt nó nù ghê nè. Ốc nóc cục mặt luôn nè. Để mình đi ở đây tí nữa. Cục mặt này ngon quá. Mình gác tàn này lại. Hên nó đáng lẽ mình ra xe rồi thì xe mà để ngay chỗ này luôn nè, xe mà để trong cái bụi điều kìa. Mà thấy cục ăn nước cái mình dòm theo, mình thấy nó lên ngay đây. Tổ này cũng ngon lành đây, 2 xị đây. Nè nó còn ăn nước nhiều lắm mọi người, nước nó bay bay bên đủ hướng đó. Nè chỗ này hồi sáng mình bắt tổ ở chỗ này nè mọi người, đó cái tổ cục đá đó ngay chỗ mình dựng xe đó. Rồi, xe mình dựng trong góc điều nè. Rồi, mình đi vô góc điều mình nãy xong mình để đồ đây mình dựng, mình quặng đây một tí nữa. Thank you.
ổ nó dữ quá, mình tự mình chưa có phà thuốc á, mình làm động nó. Tổ này già quá. Tổ này nó có sâu luôn. Đó, cái dũng ăn nước đó tổng cộng là ba ổ này với hai ổ nó mới về là nó được 5 ổ rồi, thấy được 5 ổ rồi. Đây mình thấy được tổ nữa mọi người, nó chưa nắng á, nó vũ cánh ra, nó bay ra. Tổ nằm trong đây. Tổ này cũng vừa tàn luôn. Tổ này cũng là tổ mới. Nó mới làm, cái này cỡ chừng 10 ngày, mười mấy ngày à. Này cái đống trà ở dưới cái hố. Này chờ điều người ta cắt, người ta cưa, người ta dục nè, bây giờ nó ngã xuống đây, người ta lại nó đóng. Mặt ngon ghê nè mọi người, mặt nó vàng ơm à. Trên cây này có một tổ này nè, tổ này cũng nhỏ à. Để mình leo lên bắt. Cái này quay không được đâu, thì cây nó nhỏ khó leo. Đây có tổ anh em ơi. Tổ nhỏ, nãy giờ tàn bắt tổ nhỏ không. Năm con. Lúc chút không. Nè trên bụi này có tổ nè, bụi le nè. Tổ này non xèo. Non mặt đẹp. Mặt đẹp ghê này nè. Nên mình cũng đi về ra xe thôi. Mệt rồi. Kế cái bụi tre nãy mình bắt anh em, trên đây có tổ bự lắm anh em. Chỉnh cây nè.
Cây này thì nó cao quá, múc ở trên đó. Để mình đeo lên trên bắt đây. Nên em cũng mặt đá ghê. Mặt ống ánh luôn. Tổ này non á. Được như đây anh em. Tổ này bự ghê. Mình có để số điện thoại cuối clip nha anh em. Cần alo với mình nha. Đây có tổ anh em nằm trên cao như cục đá cao. Phải leo lên cục đá thì mới thấy được tổ tổ ong. Nằm đây nè. Đi lên mấy cục đá này cẩn thận, chọt giò cái là té xuống dưới gãy giò, chết luôn. Anh em. Nhờ cái bầy ong ăn nước. Đáng lẽ là sáng mình bỏ đi rồi. Đây là tổ nữa anh em ơi. Chúng mánh nè, bữa nay đi đầy gió nữa, tổ trong bụi le luôn. Chết. Có cây không biết chọt bởi. Tổ này thì già, tổ này nó không ngon bằng mấy tổ kia. Đây có tổ to lắm anh em ơi. Thấy được tổ nữa rồi nè. Nó nằm hút trên. Nằm cao quá mà cây này cũng khó leo. Để mình leo bên kia leo qua. Tổ này to ghê nè. Trời ơi nặng. Cô cùng mặt. Cùng mặt quá trời bự luôn anh em ơi. Mặt sâu mặt luôn nè. Úi trời ơi. Wow, khủng cùng mặt. Cùng mặt bự ghê. Để mình xuống mình mới cắt tàn được, trên đây không có chỗ đứng. Cục mặt to ghê anh em ơi. Cục mặt này chứ ba sĩ quá. Mặt bè bự ghê. Ừ.
bỏ vô mình gác tàn lại. Mặt đã ghê anh em ơi. Trên đây có một tổ nữa anh em ơi. Tổ này cũng hơi to nè. Tổ này chắc mình chặt cái cây chứ mình leo không được. Cây này nó nhỏ mà nó cao quá. Tổ nữa đầy vỏ anh em ơi, không chỗ để nữa luôn rồi. Cắt tổ này đó không chỗ để luôn. Đây nè anh em ơi, vỏ này đã đầy rồi mà còn bây giờ còn tổ mình mới vừa bắt xong nè. Mình gác đây là nó trúng cái ổ dưới, nó không, mình không gác, gác được luôn. Cái này mình dồn lại mình đi về thôi. Rồi, bye bye, chào tạm biệt anh em nha. Thấy hay hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt anh em.